Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi những thông tin cập nhật về giá sầu riêng mới nhất sáng nay, ngày 19 tháng 7 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, giá sầu riêng sáng nay tiếp đà tăng cao ở các địa phương với mức tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng trên 1 kg với sầu riêng Thái. Ghi nhận giá sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc hôm nay, cụ thể với sầu riêng G6 hạng A, mức giá vẫn là 58.000 đồng 1 kg, loại cân nặng từ 1,8 tới 5 kg, 2,7 hộp trở lên. Sầu riêng G6 hạng B 50.000 đồng 1 kg, cân nặng từ 1,6 tới 5,5 kg, 2,7 hộp trở lên. Sầu riêng Môn Thông hạng A, mức giá 90.000 đồng 1 kg, 2,7 hộp trở lên, tăng 2.000 đồng so với ngày hôm qua. Sầu riêng Môn Thông hạng B 75.000 đồng 1 kg, cân nặng từ 1,8 tới 6 kg, 2,5 hộp trở lên. Giá sầu riêng trong nước hôm nay, ngày 19 tháng 7, với sầu riêng G6, mức giá thu mua từ 40.000 tới 57.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái thu mua ở mức từ 45.000 đồng tới 87.000 đồng 1 kg, tăng 2.000 đồng so với ngày hôm qua. Sầu riêng Musaking mức giá từ 160.000 đồng tới 190.000 đồng 1 kg. Giá sầu riêng tại Tây Nguyên, sầu riêng D6 đẹp lựa, mức giá thu mua từ 50.000 tới 56.000 đồng 1 kg. Sầu riêng D6 xô 40.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái Lan Dona đẹp lựa, mức giá thu mua từ 72.000 đồng tới 87.000 đồng 1 kg, tăng thêm 2.000 đồng so với phiên trước đó. Trong khi đó, sầu riêng Thái Moso cũng tăng thêm 2.000 đồng và ở mức từ 45.000 tới 70.000 đồng 1 kg. Bảng giá sầu riêng khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ sáng nay ngày 19 tháng 7, sầu riêng Musaking 160.000 đồng tới 190.000 đồng 1 kg, sầu riêng G6 đẹp lựa 50.000 đồng tới 56.000 đồng 1 kg, sầu riêng G6 xô 40.000 tới 50.000 đồng 1 kg, sầu riêng Thái đô la đẹp lựa 72.000 tới 87.000 đồng 1 kg, sầu riêng Thái Moso từ 45.000 tới 70.000 đồng 1 kg. Bảng giá sầu riêng khu vực miền Tây sáng nay ngày 19 tháng 7, với sầu riêng G6 đẹp lựa, mức giá thu mua từ 50.000 tới 57.000 đồng 1 kg, sầu riêng G6 xô 40.000 tới 50.000 đồng 1 kg, sầu riêng Thái Lan đô la đẹp lựa 72.000 tới 87.000 đồng 1 kg và sầu riêng Thái Moso mức giá là 45.000 tới 70.000 đồng 1 kg. Như vậy, ghi nhận sáng nay, giá sầu riêng tiếp tục tăng và đạt mức 90.000 đồng 1 kg đối với sầu riêng Mông Thông hạng A, trong khi đó sầu riêng Thái Moso và đẹp lựa đều tăng 2.000 đồng trên 1 kg. Thưa các bạn, nông dân huyện Iagrai của tỉnh Gia Lai phấn khởi thu tiền tỷ từ vụ sầu riêng. Trong hơn một tháng qua, nhiều nhà nông trồng cây sầu riêng tại huyện Iagrai phấn khởi khi vườn cây dù năng suất giảm nhưng quả đều và được các thương lái chọn mua với giá cao. Trên 2/3 diện tích đã cho thu hoạch, nhiều nơi có hàng xuất khẩu. Những năm gần đây, giá sầu riêng đột ngột tăng, nhiều nông dân phấn khởi chọn mua cây giống tốt và mở rộng diện tích trồng, tập trung chăm sóc theo hướng đảm bảo các tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ nông nghiệp sạch. Trên địa bàn huyện Iagrai có hơn 600 hecta sầu riêng, trong đó có gần 450 hecta đã cho thu hoạch. Cây sầu riêng thích hợp với thời tiết, khí hậu và thổ nhưỡng vùng đất đỏ Tây Nguyên, quả cho vị thơm, dẻo, cơm dày. Cây trồng này đã mang lại lợi nhuận ổn định. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp các nhà nông an tâm đầu tư. Sau nhiều năm trồng và thử nghiệm các loại giống, hiện tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai đã hình thành vùng chuyên canh cây sầu riêng, tập trung tại một số khu vực trên địa bàn thị trấn Ia Kha và các xã Ia Tô, Ia Pách, Ia Trai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá sầu riêng sáng nay. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống và thành công trong mọi việc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.